Các hành tinh hơi nghiêng về một bên làm điều bình thường. Trái đất nghiêng một góc 23 độ, đó là lý do chúng ta có các mùa. Mùa hè xảy ra khi phần thế giới nơi bạn ở nằm gần mặt trời hơn, và ngược lại, khi bạn ở xa mặt trời, thời tiết sẽ chuyển sang mùa đông. Nhưng sao Thiên Vương lại nghiêng nhiều hơn bình thường? Nó nằm ở góc 98 độ, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến các mùa ở đó. Mỗi mùa trên sao Thiên Vương kéo dài 21 năm. Bạn nên nghĩ đến điều này khi lần tới muốn phàn nàn rằng mùa đông quá dài nhé. Ở đây trên trái đất, chúng ta đo khoảng cách bằng phút và giờ, hay thậm chí là ngày. Mất 10 phút để bạn đi bộ đến nhà đứa bạn thân, hoặc 15 phút để lái xe đến quán cà phê yêu thích. Nhưng trong không gian thì khác, nó rất lớn, nghĩa là chúng ta đo thời gian để đi đến một điểm nhất định bằng năm, hoặc trong hầu hết các trường hợp là năm ánh sáng. Vì vậy, một ngày nào đó, nếu bạn muốn đi bộ lên mặt trăng, bạn sẽ mất 9 năm để vượt qua quãng đường 385.000 km. Có lẽ bạn muốn đi đến cận tinh, ngôi sao ở gần chúng ta. Nếu bạn đạp ga hết mức có thể và phóng đi với tốc độ không đổi là 113 km/h, bạn sẽ đến được đó sau khoảng 356 tỷ giờ, hoặc 40,5 triệu năm. Tin tôi đi, sau chừng 20 triệu năm đầu tiên, bạn sẽ tự hỏi bản thân rằng, sao lúc đầu mình lại muốn đi đến đó đấy? Sao Hỏa có thung lũng lớn nhất mà chúng ta phát hiện được cho đến nay? Đó là một hệ thống hẻm núi khá ấn tượng với độ dài khoảng 4.000 km, tức là gấp 5 lần Grand Canyon. Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra nó vào những năm 1970. Một bờ núi lửa nằm ở phía bên kia của sườn núi có lẽ đã giúp hình thành nên thung lũng này. Chúng ta vẫn chưa phát hiện ra hành tinh hoàn toàn được tạo thành từ kim cương, nhưng mưa kim cương thì có ở một số hành tinh đấy. Trên sao Mộc và sao Thổ, những khối khí khổng lồ trong hệ mặt trời, các cơn bão sét biến lượng khí metan dồi dào thành muội than, thứ còn được gọi là carbon. Muội than rơi xuống và biến thành than chì. Sau đó, than chì biến thành kim cương có đường kính khoảng 1 cm. Trước khi bắt đầu tìm cách đặt một chuyến đi thực địa thu thập kim cương, hãy nhớ rằng những viên kim cương đó không tồn tại lâu. Sau khi vào lõi trái đất, chúng sẽ tan chảy. Bạn đã bao giờ để ý vì sao khi ngắm sao hai đêm liên tiếp vào cùng một giờ? Giả sử 9 giờ tối, các ngôi sao vẫn ở một chỗ nhưng mặt trăng thì không chưa? Có hai lý do giải thích cho việc này. Đầu tiên, nó phụ thuộc vào thời gian bạn ngắm sao. Ví dụ, nếu bạn ra ngoài lúc 8 giờ tối và ngày mai bạn ngắm sao lúc 11 giờ đêm, bạn sẽ thấy mặt trăng ở hai nơi khác nhau. Trong trường hợp này, ngay cả các ngôi sao cũng chiếm những vị trí khác nhau trên bầu trời vì trái đất đang quay. Như bạn biết, phải mất 24 tiếng để quay một vòng tròn hoàn chỉnh. Có nghĩa là, theo góc nhìn của chúng ta, dường như cả bầu trời và mọi thứ trên đó chỉ di chuyển xung quanh chúng ta 24 giờ một lần. Tương tự, mặt trời thay đổi vị trí, mọc và lặn mỗi ngày. Vì vậy, nếu bạn ở ngoài trời hai đêm liên tiếp vào cùng một giờ, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ phải đợi thêm nửa tiếng hoặc thậm chí hơn cho đến khi mặt trăng quay trở lại vị trí như đêm hôm trước. Các ngôi sao đứng yên khá nhiều, dù trông có vẻ như chúng đang chuyển động, nhưng đó chỉ là do trái đất đang quay. Nhưng mặt trăng thực sự đang di chuyển quanh hành tinh chúng ta và trải qua các pha khác nhau. Ví dụ, trăng non là khi bầu trời tối hoàn toàn, trăng tròn là khi phía ban ngày của nó hướng về trái đất. Mất khoảng một tháng để mặt trăng hoàn thành một vòng quanh trái đất. Có lẽ bạn sẽ may mắn hơn trong chuyến thám hiểm thu thập kim cương trên hành tinh tiếp theo, cách trái đất 40 triệu năm ánh sáng. Các nhà khoa học từng gọi nó là siêu trái đất. Siêu trái đất nhìn chung là một hành tinh lớn hơn các hành tinh của chúng ta. Ví dụ, hành tinh này có kích thước gấp đôi trái đất. Nó gần ngôi sao chủ đến nỗi nó hoàn thành một vòng quanh đó chỉ trong chưa đầy 18 tiếng, có nghĩa là một năm ở đó khá ngắn. Vì hành tinh ấy rất gần với ngôi sao, nên nhiệt độ ở đó có thể lên tới 2.700 độ C. Do nhiệt độ như vậy kết hợp với mật độ của hành tinh, nên các nhà khoa học có giả thiết rằng lõi của nó được tạo thành từ carbon ở dạng than chì và kim cương. Hơn 10 năm trước, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một đám mây hơi nước khổng lồ. Nó cách hành tinh quê hương chúng ta 12 tỷ năm ánh sáng. Đám mây đó là nguồn nước lớn nhất mà chúng ta biết. Nó cũng lâu đời nhất, có từ khi vũ trụ mới 1,6 tỷ năm tuổi. Bây giờ nó đã 13,8 tỷ năm tuổi rồi. Trời ạ, giá như tôi bắt đầu mở tài khoản tiết kiệm từ 12 tỷ năm trước. Với lãi suất kép, bây giờ tôi đã có một núi tiền rồi. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa sinh ra. Quay lại đám mây, nó cũng rất lớn, chứa lượng nước gấp 140.000 tỷ lần lượng nước của tất cả các đại dương trên trái đất cộng lại. Đám mây này giống như đang nuôi một lỗ đen. Nó cũng có thể chứa đủ khí, ví dụ như carbon monoxide, để khuyến khích lỗ đen phát triển lớn gấp 6 lần so với hiện tại.
Nhiệt độ trung bình của hành tinh chúng ta là khoảng 14 độ C và nhiệt độ cao nhất từng đo được là 57 độ C. Nóng quá nhỉ? Chà, trên sao Kim có thể lên tới 480 độ C, khiến đây trở thành hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời. Tuy nhiên, nó không đủ nóng để nấu chảy thép. Cần nhiệt độ lên đến 1.300 độ C mới làm được điều đó, nhưng đủ nóng để làm chảy chì và quá nóng để duy trì sự sống, ít nhất là ở dạng mà chúng ta biết. Sao Kim không phải gần mặt trời nhất mà là sao Thủy. Nhưng nó có bầu khí quyển siêu dày, có thể giữ khí thải, gây hiệu ứng nhà kính, giống như bạn đắp một chiếc chăn dày vào giữa mùa hè vậy. Chúng ta đã quen với việc nhìn thấy những ngọn núi lửa phun ra dung nham nóng chảy. Rốt cuộc, đó là những gì xảy ra trên trái đất. Nhưng trong không gian, núi lửa phun ra khí metan, nước hoặc ammoniac. Những vật chất này đóng băng khi phun trào và cuối cùng biến thành hơi đóng băng và một thứ gọi là tuyết núi lửa. Tôi đang nói về núi lửa băng. Bạn có thể tìm thấy chúng trên vệ tinh Io và Europa của sao Mộc, cũng như vệ tinh Titan của sao Thổ và sao Diêm Vương. Những ngọn núi lửa này đặc biệt hoạt động mạnh trên Io, nơi có hàng trăm lỗ thông. Các phương tiện của NASA thậm chí đã chụp được một số vụ phun trào trong thời gian thực. Những chùm hơi đóng băng phun ra dài khoảng 400 km. Nhân tiện, họ vừa phát hiện ra một vệ tinh khác quay quanh sao Mộc và nó có thể tốt cho việc trồng trọt sau này. Nó tên là EIEIO. Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra với ánh sáng sau khi nó biến mất bên trong một lỗ đen? Photon là một hạt ánh sáng, chân trời sự kiện là ranh giới của một lỗ đen. Khi một thứ gì đó, ví dụ như photon, vượt qua và đi vào ranh giới này, nó sẽ không thể thoát ra được nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là lỗ đen đã phá hủy nó. Lỗ đen kéo photon về phía trung tâm rất nhanh, nơi một khối lượng khổng lồ được gói gọn trong một không gian nhỏ vô hạn. Tuy nhiên, không chắc điều gì sẽ xảy ra với các photon trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Đó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất. Liệu lỗ đen có phá hủy ánh sáng không? Sao Thổ có 82 vệ tinh mà chúng ta biết. 53 vệ tinh đã được xác nhận và 29 vệ tinh vẫn đang trong danh sách chờ được xác nhận là vệ tinh trước khi có tên chính thức. Và một trong những vệ tinh thú vị nhất có thể là một khối đá rộng 1.470 km được gọi là Iapetus. Nó có một bên tối và một bên sáng. Bên sáng phản xạ nhiều ánh sáng hơn bên kia khoảng 20 lần. Hóa ra bên sáng là băng, bên tối thì phức tạp hơn một chút. Một giả thuyết cho rằng bên đó tối là do các hạt đến từ một vệ tinh khác. Nó có tên là Phoebe. Một giả thuyết khác nói rằng hiện tượng này xảy ra có thể là do nhiệt. Vì mặt trăng này quay rất chậm nên các vật chất tối của nó hấp thụ nhiều nhiệt, khiến nó càng trở nên tối hơn. Bạn nghĩ lỗ đen có thể lớn đến mức nào? Về lý thuyết, chúng ta không thể tìm thấy giới hạn trên cho khối lượng của nó. Nhưng các nhà thiên văn học tin rằng các lỗ đen cực lớn nằm trong lõi của một số thiên hà nhất định có kích thước lớn gấp 10 tỷ lần khối lượng mặt trời. Gần đây, họ thậm chí còn phát hiện ra những lỗ đen như vậy không thể lớn hơn mức đó quá nhiều về mặt vật lý, bởi vì trong trường hợp này, chúng sẽ phá vỡ các đĩa bồi tụ nuôi dưỡng chúng. Và như vậy, lỗ đen sẽ nhồi nhét thêm các nguồn vật chất mới. Hầu hết mọi người hình dung vũ trụ có màu sắc đâu đó giữa xanh biển và xanh ngọc nhạt. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu đã nghĩ rằng đúng là như vậy. Họ đã tìm cách xác định màu của vũ trụ bằng cách kết hợp ánh sáng từ hơn 200.000 thiên hà trong vòng bán kính 2 tỷ năm ánh sáng quanh hành tinh chúng ta. Nhưng màu sắc đúng gần với màu be hơn. Các nhà nghiên cứu đã sai vì có một lỗi trong phần mềm. Không phải chứ? Nó chuyển đổi quang phổ vũ trụ thành màu mà mắt chúng ta sẽ nhìn thấy nếu tiếp xúc với nó. Nhóm nghiên cứu đã xác định màu này là màu latte vũ trụ. Ồ, hãy làm một ly lớn double shot ít béo nhé.